Hôm qua 27 tháng 3, Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu thông tin có 2 ca có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 đầu tiên trên địa bàn tỉnh là du học sinh về từ Anh. Đây là 2 trường hợp trong tổng số 150 mẫu được lấy từ 150 du học sinh trở về từ Anh đang được cách ly tập trung tại trường quân sự tỉnh ở thị xã Gia Rai. 2 ca nhiễm bệnh cũng đã được đưa về Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu để điều trị. Ngay khi thông tin này được công bố, chiều và tối ngày hôm qua, tại các siêu thị, tiệm tạp hóa ở thành phố Bạc Liêu, lượng khách hàng đến mua lương thực thực phẩm, hàng hóa tăng đột biến. Chiều tối qua, không chỉ có rất đông người dân đến siêu thị mua thực phẩm, mà tại các tiệm tạp hóa, người dân cũng đổ xô mua hàng tích trữ do tâm lý lo sợ dịch bệnh lây lan trong cộng đồng. Tại tiệm tạp hóa Trường Quý ở phường 5 thành phố Bạc Liêu, nhiều người chen lấn để mua hàng. Mặt hàng được mua tích trữ nhiều nhất là mì gói, sữa, dầu ăn và các nhu yếu phẩm. Do lượng người mua rất đông nên mặt hàng mì gói cháy hàng, các kệ dầu ăn, nước tương, bột ngọt ở đây cũng hết sạch. Đây là quả xả luôn. Sao mà mua dữ vậy? Mình cũng không biết, không hiểu sao mà khách hàng ta mua quá trời, người ta nghe nói mà đóng cửa, chứ mình ở đây đâu có đóng cửa gì đâu. Tôi nói ở đây là dứt khoát tôi phải bán tới mà tới cùng mà để phục vụ cho bà con. Mua cái gì nhiều nhất? Cái gì mua chủ yếu? Mì với thực phẩm thôi. Do tâm lý lo ngại dịch COVID-19 không chỉ ở các tiệm tạp hóa, tối hôm qua có rất nhiều người dân đổ xô đến các tiệm mua gạo về dự trữ, có người đến mua từ 1 đến vài bao gạo. Chủ các tiệm bán gạo cho biết lượng gạo bán ra tăng gấp nhiều lần so với ngày thường. Gạo trong nhà không có sao mà mua? Theo ngành chức năng, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, người dân không nên quá hoang mang đi mua hàng hóa thực phẩm dự trữ. 2 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 đầu tiên của tỉnh đang được kiểm soát hoàn toàn. Những người này khi vừa xuống sân bay đã đưa ngay về khu cách ly nên không có khả năng lây lan ra cộng đồng. Vì vậy, người dân nên bình tĩnh, hạn chế đi ra đường khi không cần thiết, không tụ tập đông người, đeo khẩu trang nơi công cộng, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, đồng thời thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo khuyến cáo của ngành y tế.